Hello hello, chào mừng em trở lại kênh YouTube của mọi người. Thì đây là ngày thứ ba mình đặt nha anh em. Hôm nay mình cúp nước rồi, cúp nước ngày hôm qua nó khô lặn nhưng hôm nay nó sắc nên thấy nó chạy hơi nhiều hơn nè. Không biết ngày mai còn chạy được gì không biết. Cái lượng cua nó khoảng mười mấy. Bây giờ nhỏ mẹ đâu ta? Nhưng mà nó có cua. Mới giờ nhỏ chút qua cho anh dạch coi. Hôm qua. Còn tôm thì cái lượng cũng có bằng cả qua cả chục ký vậy đó. Ra đây mượn chút quen. Qua mình không có quay nè, tại thường thường mình cân cua xong là mình đi cho heo cuối đồ ăn rồi. Này chút đi. Không có quay được ha. Có. Bữa nào dở ra ngoài mày. Đặt trước đó. Mày đặt sao là trước có đặt luôn rồi. Rồi dàn kẹ trong rồi, con có đặt rồi. Con nó VIP luôn rồi. Alo. Dạ. Có đó, bè bè xong ngò không gầy á. Mẹ sao mọi gì vậy? Con trâu chứ gì. Thầy mồi trâu muốn chết á. Chứ thả thưa đâu, con dâu dày lắm đâu. Có ngàn con mà. Con thấy đặt quá không được á, gai lên cao quá không được á. Con nhỏ mà chục qua đó. Con nãy nè, này nè. Con này cái gai. Được rồi bắt được, cầu vụ đang kiếm con gạch nữa nè. Con nhỏ mà nó hóc luôn. Trong sáng quá hả? Sáng rồi, sáng nè. Nghe làm giật ra mấy vậy có miếng nó lặn chứ đừng phân có gạch nguyên. Nó chán. Nè. Con bắt liền với để làm gì đang kiếm rồi. Nhớ con đó đây. Có được cái đồng ý. Lại đại con này coi lại kỹ lại giùm cái đen này coi. Cái đen lát coi cho. Con này có chút xíu mà có miếng gạch đây bắt gì nè. Trời hơi trống ở trong không mà, mà trống có một bên nè à. Gai nó lên muốn đậy gai luôn. Thôi chắc không có quá, chắc chắn quá không. Dạ. Nè, không? Rồi thì con đó thì trống trong nhiều. Bắt gọi cho con từng con cho em ra gì đó. Bắt con cớm lựa nhiệt tình cho cưng luôn rồi nữa. Cái mày kia nó giục cái này không có. Em ơi kia nó giục cái cục tứ chứ. Đâu có, không gà đâu có để bán kêu gì được. Giục cục tứ rồi đâu có bán. Thì cái cô vuông bán cô gì? Đây, cấm sám rồi gà tao phân đàng hoàng chứ ai mua cái đó giờ thì thôi chứ sao giờ. Con đó được đó. Con hơi với con nè. Mà con đó được. Con hơi đục đục vàng vàng với được cái thấy cái vợ là làm gì? Con này khỏi coi luôn không? Con nó đen đẹp ai. Đen nhà vuông được không biết cục cấm luôn, để riêng luôn. Rồi. Này con yếu quá đều. Yếu đồng yếu bên đây đang thui. Giật cái con này là yếu thiệt. Con đó bắt sao? Giật nó 400 đó. Trên 300 gửi đúng không? Ừ. Alo. Thằng nãy nó cân chung. Trong nhà. Nhà em á, anh Nam đâu? Nhà trong khẽ cánh tay nè. Nè. Chân khách làm gì bệnh? Tính làm sao? Này nè. Mấy con bự dưới này nè, bỏ mấy con vô ra tính là 22 đó. Còn mấy con nhỏ xíu trên này không xài được. Cái con này là tính gì? Này cứ giòn có bán thì bán chừa lại. Giòn là nhiêu?
vô 140.000. Thôi giờ không bán đâu, để là hết đi. Vậy chứ con này con nhỏ nhỏ con nào. Còn nếu bỏ này vô và để anh 201 lắm. Vô xô lo hết. Con này con nhỏ xíu này, con này về bán có 120.000 ký mà mua vô 201 bán sao ra cho. Không được thôi chứ bán không gài rồi. Nào mà sáng mới đi chợ kìa nó còn dặn cô ngoại kìa. Ăn đỉnh gì. Chợ đâu chợ chứ nhưng mà con nhỏ này mình thấy bán nổi. Không, nhưng mà người ta mua vậy hấp rẻ bán biết nhiêu ngày rồi mà. Này bỏ mấy vô cái này tới 220 nè. Không. Rồi, giờ lên chợ đi đi. Rồi sao cũng được. Giờ cái lấy căng căng lên. Thầy solo 400 nha. Rồi ok. Thằng nào luôn nữa chỉ biết gì đó chứ có quen ai đâu biết. 4 kg 15 còn 43 lon 41. Rồi. Nhưng anh hỏi cân ở đâu? Nó nói dân đô mà nó nói dân đô nó giá cao. Giá cả gì cả. Chứ là mình đem luôn đẹp. Có tới giá gì thôi gặp gì nữa vậy. Cua mềm. Mấy cua hơi dúng. Còn lại 8 cái 7. 9 cái 1. 92. 92. 1 bể à. Thí vô bán luôn không? Mua bán luôn. 140.000. Bán con bự vừa nhỏ thôi. Còn mấy con là tại mua xô luôn hả vậy? Mua xô sắp lên đây. Mua này muốn bán trở lại con sao giờ bán vô có 120, 140 lại lớn gì đâu mà lời. Chứ đã mừng. Chờ lần mừng hơn. 285. Ừ, đổ đâu? Đây, thầy đang ngay. Con có thả được không? Đang bự nó cho thả đi. Chúng ta phải bự lên, thả ra. Bắt bằng với con dâu đó. Lên xe. Xong rồi, mùa quá vậy sọc. Cái anh xe giờ ngồi không chịu bán nữa thôi. Một ký 6, ký 8 là cái sao nè. Gọi tính tiền. Chấp tên. Trong này còn số gì nữa vậy? Đó rồi.